Ok các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với game Asia Race mà mình đang chơi ở kia và châu Á nha. Chúng ta bắt đầu vào đường đua dành cho cá nhân. Ok, lên đường. Ở game đua xe này thì khi mà xe va chạm thì sẽ không gây hiện tượng gì, cho nên là sẽ không có hình ảnh đâm đụng nha. Không có hình ảnh đâm đụng, trời ơi. Tài quát của mình bị tụt kính cuối vòng rồi. Mãi nói chuyện. Ok, chúng ta đang ở trên vòng chơi sa mạc cát và chúng ta vừa drift sai một lần một nhịp và đã bị các đối thủ bỏ rất xa. Sai lần. Ôi giời. Còn 2 đầu giờ hiện tại thì đang đến cuối cùng. Thua được. Trời ơi. Ok. Thôi thua, chắc nhận thua rồi. Thua trận này à. Ok, chúng ta tiếp tục với lại trận đua lần 2. Lần này chúng ta sẽ cố gắng khắc phục. Và trận đua lần này thì chúng ta sẽ đua ở map đảo tái hiện nha. Ở các game khác thì khi mà các xe trong đường đua đâm đụng nhau thì đã gây ra các tổn thương cho xe và chạm tạo ra ủa. Mình nhập đường thôi. Mình chưa đua cái map này bao giờ nên là có hình dung đường. Đây đúng là đảo có khác. Đường đua nó rất là hay. Bao vòng quanh đảo luôn. Tăng tốc có kinh khủng. Ôi. Không quen cái đường đua này. Lần đầu tiên đua cái đường đua này và bị tụt xuống rồi. Nhưng mà đã vươn đến số 2, số 3 rồi. Đã lên số 1. Đi đi.
mắc quá nhiều sai lầm nhưng mà vẫn về đích đầu tiên. Hạng 3 là Aston Martin DB1, cái mặc bộ quần áo rất xinh. Hạng 1 và hạng 2 đều dùng một xe là Aston Martin. Hạng của mình là Ford Mustang, xe đã bị bắn khá nhiều, tí nữa mình sẽ sửa xe nhé. Ok, chúng ta đến với lại trận 3 và map đua lần này là map thành phố thứ hai nhá. Map này khá quá nhìn, đối với một người mắt cận nhìn thì map này khá là quá nhìn, thì đường nó là bằng kính và hơi nhiều ánh sáng đấy. Đấy, cái chỗ này là rất quang này, rất dễ quang này, cua là rơi xuống luôn đấy. Hai bạn top 1 và top 2 đang xem nhau. Ốp, rơi xuống à? Qua tay map này rất khó nhìn, siêu siêu khó nhìn luôn. Cộng với việc lên giật nữa thì xác định luôn. Được xuống top 6 rồi. Tưởng không có đâm đụng nhưng mà quá đâm đụng ạ. Quá đâm đụng. Xe của mình đã xoay tiếp vào loài tiếp đi đâm vào con xe của bạn đi số đi số 5. Vòng cuối rồi. Giờ thì trông chờ vào có ai mắc sai lầm không thôi. Rồi, và mình mới mắc sai lầm. Thành tốc luôn. Ủa? Đâu cái chỗ này? Toàn bị sai lầm chỗ ấy. Nhìn nắp. Điên thế nhỉ? Không hoàn thành đường đua luôn. Mới dã man. Mát thành phố tương lai có chịu. Wow, lái rất đẹp. Mại bao nhiêu em nhỉ? Ok, chào mừng mọi người đến với lại vòng đua thứ tư. Vòng đua thứ tư này chúng ta sẽ cùng đua ở đảo tái hiện. Vừa rồi thì mình đã có một trận đua thua vô cùng là xấu hổ khi đua ở vòng đua thành phố tương lai. Thực sự là cái map đấy mình không thể nhìn được, rất khó nhìn. Thế nên là đã xếp thứ 6 không? Thua một cách cay đắng. Map đã tái hiện này thì được đánh giá là 2 sao, mọi người nhìn map đánh giá là 2 sao, không biết được ok không. Đấy, đua trên đảo nên là có kiến này, tàu thuyền, cây cối xanh tươi, ok. Vào đua. Bắt đầu. Wow, đua con xe nhìn rất đẹp.
đây này, cứ thì gần này, đấy, chỉ dẫn rất buồn cười luôn, không mũi tên như này không phải dễ nhìn không. Ok, may quá không có đâm đụng. Ui, vừa ăn ngoài xong. Ồ, nách căng gì ạ? Ok, mình đã biết được chỗ này rồi, giờ nãy mình không biết mình dừng ở đấy luôn. Tí nữa gì vậy? Bây giờ nó chỉ có một vòng thôi. Ok, tí nữa rồi. Mày quá, gõ lại danh dự. Hạng ba xe thần chiến, một bạn đến từ Hàn Quốc, như đây là một bạn đến từ Trung Quốc, thần chiến đấy. Các bạn ấy mặc quần áo rất đẹp, thì mình mặc quần áo được trang bị sẵn rồi. Các bạn ấy có thời trang rất đẹp nha. Ok, hôm nay tiếp có một bạn thứ ba thì có hình đại diện là Kuromi. Đi vào 4, đi vào 6, đi vào 1. Ok, tiếp theo là chặng đua lần thứ 5. Đua nốt chặng này mình sẽ dừng video tại đây nha. Đây chúng ta sẽ đua ở map đường đua tốc độ. Nếu như là map này mình không nhớ lắm, mình chưa đua lần này. Nhớ map là một cái lợi thế rất tốt nha mọi người nha. Khi mà nhớ map thì chúng ta sẽ biết được mà hay bị chết ở đoạn nào, hay bị cua gấp đoạn nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh được tốc độ. Ok, đường đua tốc độ. Lên đường. Lên đường. À, tắt đường. À, lên. Cần quá. Cần quá. Má con nhìn. Xếp thứ hai. Mũi tên rất đẹp.
poster khi mùa 1 hay kìa. Cái chuyện kia anh chàng thanh niên xem bạn anh đi vào mấy nào. Một bạn đến từ, hai bạn đến từ Hàn Quốc. Ok. À, đi vào 5, ok, các bạn đi vào 8 này, mới tấn cấp mà vua cũng kịp nốt. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Link tải game mình để bên dưới phần mô tả. Bạn nào muốn chơi thì có thể click vào đấy và tải game để chơi nhé. Game rất hay. Bạn nào đam mê nô xe thì đây là một game đáng để lựa chọn các bạn tham gia. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.